Ok, xin chào tất cả các bạn đam mê ná cao su nhé. Shop mình là shop Lợi Sơn Linh Shop, đó chuyên mài ná và tạo ra những cái chiếc ná bản VIP với cái giá cả gọi là ngon bổ rẻ các bạn nhé. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến cho các bạn một cái mẫu Hero phiên bản VIP các bạn nhé. Phiên bản này thì shop đã nâng cấp lên 1, 2, 3, 4, 5 con ốc titan. Các bạn hãy nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông để đón chờ các phiên bản tiếp theo của shop đó. Thì hiện tại thì với cái phiên bản này thì rất là đẹp rồi. Hôm nay mình sẽ làm clip test cái phiên bản này bắn xem thế nào các bạn nhé. Mẹ ăn phốt lắm. Cao hơn. Sau đây thì mình xin đi vào chi tiết về cái thông số của cái chiếc ná Hero này các bạn nhé. Hero này thì chạc của nó sẽ là chạc của nó là chạc 7.5, khi bo vào thì nó còn tầm 7.4 nhé. Khi bo thì còn 7.4. Đỉnh chạc của nó thì là 19 nhé. Đỉnh chạc 20 khi bo về là nó còn 19 đó. Độ dày của nó thì độ dày của ná là 12 mm nhá. Độ dày của ná là 12 mm đó. Khi mà bo thì nó sẽ cũng mòn bớt đi, nó còn gần 12 mm thôi. Đấy. Tại sao ná nó lại có sai số là trong quá trình gọi là chúng ta bo ná và mài ná thì nó sẽ mòn bớt đi các bạn nhé. Còn ngoàm kẹp của nó thì có lỗ thoát thun ở đây. Đấy. Các bạn thấy không? Ngoàm kẹp là có lỗ thoát thun ở đây nhá. Nên vậy kẹp dây tương đối chắc và dễ dàng. Đó. Các lát cắt của chiếc ná Hero này thì cũng tương đối đẹp. Đây các bạn nhìn thấy xem. Đấy. Lát cắt của nó hoàn toàn là rất là đẹp và mịn hết. Đây, mình chiếu cho các bạn xem. Những lát cắt là đều là đẹp và mịn nhá. Đấy. Lát cắt là đều đẹp. Nói chung là cái phiên bản ná Hero mình đang cầm ở trên tay đây cũng xứng đáng là một cái chiếc ná Hero VIP các bạn nhá. Khi đã lên full, mình đã lên đến phiên bản hoàn thiện 1, 2, 3, 4, 5 5 con ốc titan này, full ốc titan này thì bo cạnh của cái chiếc ná Hero này thì bo tay hoàn toàn các bạn nhé. Mình bo tay hoàn toàn, đấy. Cái chiếc ná Hero này thì bo cạnh của nó, cạnh bo nếu mà bo tay của ná này thì rất là khó bo. Bởi vì cái đường rích rắc của ná Hero này nó chạy rất là vòng vèo. Đấy, đến dẫn đến khi mà mình bo tay thì mình cũng phải uốn lượn theo. Nếu mà các bạn bo không cẩn thận thì có thể là sẽ hỏng luôn cây ná này các bạn nhé. Đẳng cấp để bo chiếc ná Hero này cũng rất là phải VIP các bạn mới bo được đấy, chứ không phải là đơn thuần đâu. Nói chung là cũng phải trải qua một cái quá trình rất là gian khổ thì các bạn mới có thể làm thành được cái chiếc ná Hero này nhá. Phiên bản này là phiên bản VIP nên vậy các bạn có thể nhanh tay mua để sưu tập. Nói chung bắn thì mình cảm giác là bắn cũng rất là ổn định nhá. Xứng đáng là một cái chiếc ná gọi là ngon lành cành đào để anh em sưu tập. Giá mình bán ra thì sẽ là 550.000 bao phí ship nhá. 550.000 bao phí ship và bao khắc tên cho các bạn. Mình có thể khắc tên ở trên vị trí đằng đuôi này. Đó. Ở dưới đằng đuôi này có thể khắc được tên các bạn lên đây hoặc là bên hông ná này đều khắc được nhá. Đó. Đó.
các bạn muốn khắc tên của mình lên chiếc ná này, mình sẽ khắc lên cho các bạn, ví dụ tên Hoàng hoặc là tên Tuấn hoặc tên gì đó thì mình sẽ hoàn toàn khắc được cho các bạn nhé. Đó, ví dụ khắc ở đây là tên Tuấn chẳng hạn, ở bên này là nó năm sinh chẳng hạn đó, 1987, 1988 ví dụ như vậy. Đây sẽ khắc ở đây đó. Khắc hai mặt cho các bạn, khắc tên và năm sinh luôn nhé. Nếu mà các bạn thích khắc thì các bạn cứ yêu cầu vào, thì phiên bản này chỉ 550.000 bao phí ship mà đã tặng ná chỉ đi kèm hai bộ dây và bao khắc tên cho các bác. Đấy, đi kèm cái lục giác vặn nhá, đi kèm lục giác vặn